Đây là nồi phở mà mình nấu bằng Instant Pot Nước lèo trong veo luôn các bạn ơi Nhìn có hấp dẫn không nè Ở đây là sản phẩm của mình đây Bây giờ mình sẽ thử nước lèo cho các bạn nghe nha Nước lèo trong veo và rất là thanh mm. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food KT Kitchen. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món phở bò nhưng mình nấu bằng Instant Pot nha, là nồi áp suất. Um, món này mình sẽ nở, hướng dẫn các bạn làm chuẩn vị nhà hàng luôn ha, um, để cho các bạn không còn phải lo lắng nếm đi nếm lại nhiều lần để xem đã vừa ăn chưa. Mà mình chỉ mình chỉ cần đông đo đúng liều lượng sẽ ra một nồi thợ phở với hương vị thật là thơm ngon, thật quyến rũ và đậm đà nha. Và đây là gói gia vị nha và phở hòa gia vị bạn có thể dùng phở pasta ha và mình sẽ nói thêm chi tiết tại sao mình hướng dẫn những cái gia vị này nha mà các bạn có thể là thắc mắc tại sao mình dùng ha ở đây mình mua là 5 pound xương tức là hai kg rưỡi xương ống và 3 pound tức là một kg rưỡi xương cổ mình mua về xương về mình nhớ ngâm với muối và giấm mình ngâm rồi mình rửa sạch sau đó mình mới luộc luộc sơ nha đây là xương cổ ha ở vì ở ngoài nhà hàng không có làm xương cổ nha một ký rưỡi xương cổ xương cổ bò thì nó có nhiều thịt hơn nước lèo sẽ đậm đặc ngon hơn thường thì nhà hàng không có dùng đâu nha mình thường nhà hàng chỉ dùng thịt và xương ống thôi ha nhưng mà ở nhà thì mình sẽ chế biến cho nên nó thơm hơn ngon hơn thì cái miếng thịt này là miếng thịt gọi là brisket ờ, Cũng có nghĩa là thịt chín đó các bạn Ở ngoài các bạn đi ăn mà gọi là thịt chính là nó đó ờ, Thì miếng thịt này á, mình mua là gần 2kg Gần 2kg thịt Thì mình bỏ tất cả vào đây và một muỗng muối mình mình đậy nắp và để cho nó sôi lên Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ nướng Mình nướng củ hành và mình nướng uh, củ gừng Thì đây là bí quyết mà bạn không nên bỏ qua ha, mình nướng củ gừng và củ hành dày cho nó dậy cái mùi lên, à, cho nó chín và dậy mùi lên thì sau đó khi mà mình thấy nó đen á, mình phải lột cái uh, cái màng đen ra và mình rửa lại. À, nếu mà bạn nào mà không muốn làm cái cách này thì bạn có thể bỏ vào lò nướng à, hay là bỏ vào microwave à, là lò sống để cho nó dậy mùi lên Nha nhưng mà cách nướng là cách nướng truyền thống thì cái mùi phở của mình nó sẽ thơm ngon đậm đặc hơn là mình mình bỏ nướng vào trong lò uh, lò oven hay là lò vi sóng. Thì bây giờ mình lấy mình cạo ra những cái lớp dơ đen đây nè, mình lấy ra. Chẳng những mình cạo ra sạch mà mình còn phải rửa nữa để cho cái đen á nó không có bỏ vô khi mình bỏ vào nồi nước lèo á mà mình còn cái mấy cái đen ở phía ngoài á thì nồi nước lèo của mình sẽ bị đậm màu và đen nữa. Thì mà nó sẽ không có ra cái mùi thơm nữa ha, Cho nên là mình phải rửa. Sau khi mình rửa thì nó nhìn giống như vậy nè. Bây giờ quay lại cái nồi nước mà mình luộc xương nè, các bạn thấy không? ở bên Mỹ thì mình dùng xương đó, lúc nào cũng là xương đông đá thì nó sẽ ra cái màu đen như vậy. Nếu các bạn không rửa hay là không luộc như vậy, luộc xương sơ qua thì nước của mình nó sẽ không và nó sẽ bị đục nước nữa, ha thì mình uh, sau khi mình luộc xong uh, khoảng 5 phút nha, ít nhất 5 phút. Mình rửa sạch, các bạn đừng có sợ là nó sẽ ra hết chất ng uh, chất ngọt khi mình luộc 5 phút nha. 5 phút đó ra cho bớt chất dơ uh, mình rửa sạch từng cục xương như vậy á uh, và mình bỏ vào trong nồi instant pot. Cái này nồi này là instant pot đây. Uh, là nồi áp suất ha. Nhưng mà đợt đầu tiên á uh, thì mình chỉ dùng mình chỉ bỏ xương thôi bởi vì mình mua cái này mình nấu thí dụ mà mình nấu cho bốn người ăn thì mình mình giảm phần nửa của những cái lượng xương và thịt nhưng mình mình nấu nhiều để mình uh, mời bạn bè tới ăn á cho nên mình nấu hai đợt. Đợt thứ nhất thì mình bỏ nước chỉ xương và nước vào đây, mình đổ nước cho tới cái nút mát xuống hết các bạn. Và mình bỏ vào trong đây một muỗng cà phê tiêu. Một muỗng cà phê tiêu và một muỗng canh muối một muỗng canh muối đồng nghĩa là 35 g muối thì cái nồi nước lèo tổng cộng nồi nước lèo của mình chỉ có 70 g 70 muối thôi ha. Thì mình bỏ mình bỏ vào đây. Mình muối mình dùng là loại này gọi là sea salt là muối biển các bạn thì muối này á, nếu mà bạn nào dùng muối thường thì nó sẽ mặn hơn và nó gắt hơn cho nên bạn phải gia giảm lại cái lượng muối lại ha còn mình dùng là muối biển thì cái, nó sẽ khác nó, nó sẽ bớt mặn hơn thì khi mình nêm thì nhớ chú ý phần này về mình nha mình bỏ vào đây một muỗng canh ha mình sẽ đậy nắp lại mình bỏ tiêu vào đây tiêu hộp nha đừng bỏ tiêu xay mình bỏ tiêu hộp vào đây và mình đậy nắp lại và mình hầm cái nồi nước lèo này 60 phút bạn nào mà không có đủ thời gian á, thì mình để 60 phút sau đó thì mình đi ngủ à, sáng ra là mình có nồi nước lèo còn bạn nào còn như mình hôm nay á, mình bỏ vào đây sau đó mình để nút, lại là một lát mình sẽ cho các bạn xem mình đi công chuyện mình đi công chuyện và sau khi mình về là khoảng à, gần 9 tiếng đó, mình mở mình mở nồi nước lèo ra đây thì lúc lúc đó là các bạn bấm nút menu và bấm lên 60 phút ha. Đó, mình bấm 10 phút sau đó mình đợi làm các bạn sẽ thấy nó nổi chữ on lên, tức là nó bắt đầu. Đó, nút on lên. Rồi các bạn cứ để nó đi. Sau 60 phút rồi mình đi ngủ hay mình đi công chuyện gì đó mình không cần phải lo lắng là phải dớt bọt hay là uh, mình phải làm uh, canh cái nồi nước lèo. Thế nếu mà bạn nào có nồi instant pot hay chưa có thì mình khuyên là nên mua cái nồi này bởi vì nó rất là tiện dụng um, nấu ăn trong gia đình và nhớ là các bạn phải để cái nút này cái va nó nó ở ngay chỗ siêu đừng có để bên venting nha nghĩ là ở bên ở giữa đó đó và mình để đây cho tới khi nó nó xong ha nó xong và nếu mà bạn nào gấp đó, thì sau 60 phút đó các bạn thấy 8 tiếng rưỡi chưa sau 60 phút các bạn có thể mở cái nắp này ra nhưng mà nếu không mà đi chợ hay đi chơi gì đó hay đi ngủ thì mình ngủ dậy á, thì mình mở ra thì nó không có sôi không có trào nước ra nè nó không có bung nước ra đó mình mở cái nắp này ra khi cái, cái van nó ra và sau đó mình sẽ lấy nước lèo ra nha mình bớt nước dở gọi là lừa cái nước lèo cho nó trong ra ha thì trong đây á, các bạn thấy nồi nước lèo nó nó trong veo nè đó nhưng mà mình phải lược nó lại để cho nó có những cái tủy nó bị rớt ra đó thì mình lược nó ra và cho nó sạch cái nồi nước lèo nhìn cho nó hấp dẫn hơn á mà nhìn thấy hấp dẫn mà nó thơm lắm mình mở ra nó thơm phức luôn á các bạn bạn nào mà gấp á, không không có nhiều muốn ăn liền trong vòng buổi sáng thôi á, thì mình hầm 60 phút sau đó mình mở cái van ra mình đợi cho tới khi cái nút màu đỏ nó rớt xuống rồi mình mới mở nắp ra và mình lọc mình lượt ra như vậy ha ở nhà bạn nào mà có cái vợt này mà cái lỗ nó bự á, cái to thì mình nên bỏ cái miếng khăn giấy xuống và mình lượt ra thì bạn thấy rồi nếu mà nó có mở thì cái nước lèo nó xuống rất là chậm ha mà mình đừng có vớt mỡ bỏ hết thì nó, cái nồi nước lèo nó sẽ không có thơm đâu mình cứ để đó rồi khi nào mình ăn cái nước lèo đó, mình đừng có múc chúng mỡ thôi nhưng mà phải có nước lèo cái nước mỡ đó, nằm ở phía trên nó nó mới giữ được cái hương của nước nồi nước lèo và đây là cái vợt của mình mình muốn hướng dẫn các bạn là cái vợt này mình không biết ở ngoài có bán không nhưng mà những cái chỗ mà restaurant supplies chuyên về nhà hàng sẽ bán những cái vợt này bạn, cái nó rất là nhuyễn luôn nó nhuyễn băng à cho nên cái khi mà mình lựa được bằng cái này á nó sẽ lọc ra hết những cái nhỏ 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 uh, nó sạch cái nồi hơn đó các bạn thấy cái cục tủy không nè đó những cái thịt mà nó rớt ra từ trong cái xương á và hột tiêu này nữa mình lấy ra hết ha món phở là món ngon bổ dưỡng yêu thích nhất của rất nhiều người phải không các bạn <laughs> công thức này là công thức nhà hàng mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn gần xa tuy nhiên để cho phù hợp với gia đình và mọi người nên mình sửa đổi một ít xíu cho phù hợp hơn nhé thì bây giờ cái xương á mình lại mình lấy ra thịt hết và gân trong cái xương sau đó mình mới bỏ cái xương vào trong nồi áp suất lại để mình hầm tiếp để mình lấy thêm cái chất tinh dưỡng ở bổ dưỡng ở trong xương mà để mình hầm tiếp chung với lại cái thịt cục thịt chính hồi nãy đây cục brisket này các bạn mình bỏ vào đây và xương cổ nữa ha nếu mà bạn nào giống như theo như mình nói bạn nào mà ăn nấu ít hơn á thì mình làm phân nửa của những cái gì mình có trong đây xương phân nửa xương phân nửa thịt thì mình bỏ vào đây mình nấu có một lần thôi thì mình tốn chỉ có một tiếng đó thôi nhưng mà vì mình nấu nhiều cho bạn bè ăn á cho nên mình phải nấu hai đợt và ở, vô trong cái nồi thứ nhì mình cũng bỏ một muỗng cà phê yêu nè và một muỗng canh súp muối ha nhớ nha là thứ nhì mình cũng bỏ một muỗng canh súp muối mà một muỗng canh súp muối là khoảng 35 mươi gram và bây giờ mình hầm chỉ 30 phút thôi nha các bạn bởi vì uh, có thịt cái thịt này mà mình hầm quá thì nó sẽ bị rã ra hết mà các bạn thấy rồi đó cái cục thịt chính của mình nó nó rất là dày cho nên mình bỏ 30 phút bạn nào mà cái cục thịt của bạn mỏng hơn thì hầm thì hầm ít lại nha và sau 30 phút uh, các bạn ghi với mình nha sau 30 phút thì mình nhớ là canh 30 phút nữa rồi mình mới mở cái van ra ha và đây đây là cái gói gia vị mình mở ra tới gói gia vị màu xanh đó các bạn mình mở ra là trong đây nó có cái gì à, có tất cả những cái gia vị đại hồi nè à, thảo quả quế hạt uh, lúa hạt ngò đinh hương và mình lấy ra mình rang nha trước hết mình cái rang mấy cái lớn giống như là quế hồi và thảo quả trước nha đừng có bỏ vô rang một lượt vì cái hạt ngò nó sẽ chín uh, trước những cái uh, quế hồi và thảo thảo quả nha còn ở nhà hàng thì mình rang từng cái tại vì mình làm số nhiều á cho nên là mỗi cái uh, mỗi cái mình mua là tới hai kg một 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 hai kg sau đó mình rang từng cái riêng với nhau rồi mình để dành mình nấu mà ở nhà thì mình làm một lượt không sao thì bây giờ sau 30 phút đây sau 30 phút á, thì nó xong các bạn nhớ xếp dùm cho mình thêm 30 phút nữa là mình ngâm ở trong này rồi sau đó mình mới mở cái van ra mà xin lưu ý nha đừng bạn nào đừng mà cái miếng thịt mỏng quá thì đừng có hâm lâu quá không thôi nó bị rã nha cái thịt á nhưng mà cái miếng này dày cho nên mình làm 30 phút ăn rất là ngon nó tan tưởng tượng nó tan trong miệng mình luôn đó các bạn thì sau 30 phút nữa mình ngâm nữa nó gọi là npr đó các bạn thì mình mới mở mình mới mở cái ven này ra mình đợi cho tới khi mà các bạn thấy không cái nút màu đỏ nó rớt xuống khi mà nó rớt xuống nó, rớt xuống rồi đó mình mới mở cái nắp được khi mà nó còn ở trên đó, là mình không mở ra được nha và đây mình mở ra và mình cũng làm với công thức giống như hồi nãy là mình lượt mình lại lấy nước lèo ra bây giờ mình cho bạn các bạn xem nha đó cái này là xương cổ nè cái thịt nó mềm ăn tưởng tượng tan trong miệng luôn các bạn và mình sẽ cho các bạn xem nó cái cục chính của mình nè đó nó mềm như cỡ nào nè cả lắm các bạn và đây bây giờ mình lấy nha mình lấy cái nước lèo ra và mình nhớ là cái cục thịt chính và cái thịt xương cổ đó, nó nó đã mềm rồi mình đừng có bỏ vô đây nữa nha bây giờ mình vớt bớt mỡ nhưng mà đừng vớt hết nha các bạn nó sẽ mất thơm nó vớt một ít thôi và sau đó hai tức là hai cái nồi nước lèo hồi nãy mình bỏ vào đây phải không ạ à? cái nồi này là 14 bốn lít nước mình chế tổng cộng nước vào trong đây là đúng 12 lít tức là nước lèo và nước lạnh luôn là 12 lít và mình bỏ xương vào đây bởi vì nếu mà các bạn bỏ xương vào đây rồi các bạn chế nước vô thì nó sẽ không chính xác mình muốn chỉ cho hướng dẫn cho các bạn mình làm mình nêm nếm cho chính xác luôn ha là nước lèo mình đã hầm hai lần mình đổ vào đây và nước lạnh mình đổ vào đây cho tới khi cái mức là 12 lít rồi mình mới bỏ xương xương ống nha xương ấm, củ hành gừng và hành đầu hành lá đường phèn bột nêm, bột súp gà đó các bạn và một muỗng cà phê, một muỗng cà phê tiêu và gói gia vị phở hòa trong đó có hai gói mình bỏ vào đây và cái bộ cái gia vị mà hồi nãy mình rang mình bỏ vào đây luôn và mình hồng tổng cộng là 80 phút cho tới 90 phút nếu mà bạn nào mà thích cái cái màu nước phở mà đậm mà đen á, thì để lâu nhưng mà mình không có thích nước phở đen thùi đâu các bạn mình thích nước trong và nó thơm á mình đừng có để lâu quá và bây giờ mình chuẩn bị nha Trong thời gian để chờ đợi thì mình chuẩn bị uh, cắt hành lá nè Và cái đầu hành lá một lát mình sẽ chẻ ra Mình chẻ ra tư, tư tư để cho nhìn nó mình, Rồi mình bỏ vô trong nước để mình ngâm cho nó đẹp đó các bạn thì uh, mình sẽ nấu cái nồi này uh, mình lặp lại là trong cái nồi áp suất ha nó vừa nhanh vừa gọn mà không cần phải mất nhiều thời gian hầm xương như 10 tiếng như trước nữa mà nước lèo vẫn trong veo và ngọt thanh ha và như mình nói mình sẽ dùng bột nêm súp gà thay vì bột ngọt nè ờ, mình muốn làm nó khác ở ở ngoài nhà hàng một ít một chút để cho nó hợp khẩu vị với gia đình đó mà các bạn hãy làm cho gia đình chỗ tài cho gia đình nè cái background của mình á mình là mình làm nhà hàng rất là lâu rồi các bạn từ năm 95 tới bây giờ sau này mình có nghỉ một thời gian vì có chuyện gia đình á mình muốn ở nhà chăm sóc cho con của mình và đây là nồi nước lèo nè các bạn nhìn thấy nó trong veo nè thì chỉ là cứ năm nay là mình có chút chuyện mình đã về hưu non các bạn <laughs> trong lúc con đi học thì ở nhà mình buồn lắm nên mình lập ra kênh này để có thể vào bếp cho đỡ nhớ nhà hàng và hướng dẫn các bạn gần xa những món ăn ngon đó bây giờ mình cắt cái thịt này nha một lát mình sẽ cho các bạn xem nè cái này là cái sớ không có đúng ha mình phải cắt cho đúng cái sớ thì cái thịt mình nó ra nó mới đẹp đó cái sớ cái, cái sớ này là nếu mà cái sớ dập á là các bạn cắt nó dễ bị nát thịt lắm xong nếu mà các bạn phải cắt cái sớ ngang á một lát mình sẽ để cho gần các bạn nhìn thấy nó đỏ giống như là cái này là đúng nè ha thì uh, mình nói lại là uh, mình mình chỉ hy vọng nè mình chỉ hy vọng một điều là khi nào các bạn làm ra những món ăn ngon cho gia đình và bạn bè đó từ công thức của mình mà có ai hỏi bạn học từ đâu là bạn sẽ chia sẻ là từ kênh của mình đó cũng là một lời cảm ơn đầy ý nghĩa đối với mình đó các bạn mà nếu bạn nào mà muốn lý biết lý do tại sao mình về hưu Non thì comment ở phía dưới nha. <laughs> nếu mà trên 100 comment thì có dịp mình sẽ tâm sự thêm và chia sẻ làm sao để không bị thương thì vào bếp nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe để chịu lắng nghe mình tâm sự chút xíu nè. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách chụp uh, bánh phở. Nước lèo vì phải sôi ục ủng ủng nha các bạn. Và mình bánh phở thì ở phía sau đó, nó có chỉ cho các bạn cách chụp bánh phở là 5 tới 10 giây. Nhưng mình uh, mình khuyên các bạn là làm khoảng mình bỏ vô từ lúc mà nước sôi mình bỏ nó bánh phở vô mình đếm khoảng 5 giây thôi một hai ba bốn năm là mình lấy nó ra tại sao tại bạn để lâu đó, nó sẽ bị nhũng và nó nó bị mềm quá nó dính cục lại thứ hai là một lát cái nước lèo sôi mình đổ vô bánh phở đó thì nó cũng nó cũng đã nấu chín cái bánh phở lúc đó rồi nên không nên để lâu ha thì ở ngoài nhà hàng mình mình làm sao thì mình hướng dẫn các bạn như vậy không tại vì từ cái lúc mà giai đoạn mà bưng từ phía sau lên trên trước cũng là một cái giai đoạn bao nhiêu giây á các bạn thì nó sẽ chín bánh phở nữa cho nên ở nhà hàng người ta sẽ không bao giờ trụng lâu hết đó trụng chừng trong vòng 5 giây là là xong nha các bạn và đây là cái tô phở của mình mình hơi ham ăn chút cho nên mình để nó đầy lên cái tô <laughs> và mình bỏ thiệt là nhiều giá như bánh phở vào đây à, sắp xếp một lát mình ăn thử cho các bạn nghe cái, cái cái, cái thịt đó ăn nó mềm nó tan trong miệng mình nó thích lắm và đây là nước lèo xô ụt đây nhìn hấp dẫn các bạn bây giờ là cái nhà của mình nó là nó thơm nguyên nhà vừa bước vào là nghe mùi phở không đó. <laughs> thơm phức cái cả nhà luôn. Mình nấu một nồi này ở nhà mình ăn không có hết đó các bạn, cho nên là mình nấu cố, cố tình nấu nhiều để mời bạn bè tới ăn. Và đây là cái tô phở mình nè. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không nè? Và có miếng bò viên nữa. Mình ai thích ăn bò viên hay tái bao nhiêu thì mình mua thêm ha. Uhm, thì là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ thử nha, mình thử cái nước lèo xem nó thanh và ngọt như thế nào nè. Ừ. cái bụng của mình nó kêu rột rột luôn đó các bạn ơi <laughs> mình uh, mình cảm ơn các bạn đã chịu lắng nghe mình tâm sự chút xíu lúc nãy nè uh, mình rất là vui và được làm quen với rất là nhiều bạn ở trên này Nước mm. lèo thiệt là thanh và ngọt thơm lắm các bạn ơi thêm miếng nữa nè cho các bạn nhìn kỹ nha Nước lèo rất là trong luôn á mm. nước lèo thật là thanh đạm mình làm thử cái miếng thịt cho nó cho các bạn ăn các bạn nghe mình ăn nha ờ, mình ước gì các bạn có thể ở gần để mình có thể mời các bạn nè bây giờ mình ăn thử cái miếng thịt mình chấm mình là người Nam mình thích ăn uh, thịt uh, cơ chấm với lại nước uh, tương ăn phở uh, mình biết là ở ngoài miền Bắc đó là người ta sẽ không ăn uh, không có bỏ tương ăn phở vào đây cho nên có thể là nó hơi lạc với bạn bạn có thể nêm thêm gia vị như muối hay là bột nêm nha mm. ngon lắm các bạn ơi thật là ngon luôn á. Nếu mà bạn nào mà nếm lại có thể khẩu vị của mỗi người mỗi khác. Có thể là bạn thấy lạc uh, hay là mặn gì đó. Nhưng mà cái này là cái công thức ở ngoài nhà hàng thì nhà hàng thì thường thường các bạn tới ăn thì hay bỏ tương vào và tiếp thêm tí nước mắm. Cho nên là nếu mà bạn không ăn nước mắm sống hay là không ăn tương phở thì các bạn nếm lại chút xíu nha và ăn miếng bò viên nữa. Ừ. thật sự rất là hấp dẫn. <laughs> và cái miếng sườn bò các bạn thấy không cái sườn xương cổ bò mà nó có nguyên cái cục thịt đó nhìn nó, nó mềm ăn rất là ngon các bạn rất là sướng luôn á mình hy vọng các bạn uh, thích video này và sẽ thử vào, vào bếp và nấu cho gia đình và bạn bè ăn nha uh, mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nếu có thắc mắc gì uh, xin các bạn để comment ở phía dưới mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể nha và nếu các bạn thích video này, xin bấm nút subscribe, like và share nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm đã đồng hành với mình uh, nấu uh, những món ăn ngon cho gia đình và bạn bè. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Bây giờ mình phải đi ăn rồi các bạn ơi, mình đói lắm rồi. Mình phải ăn đây. Mình chúc các bạn ăn ngon miệng nha. Bye bye.